Con ăn cái gì ngậm cái gì đấy? Không ngậm cái này được không? Mẹ pha thuốc cho Titi uống nhá. Đắng lắm. Nhưng mà hôm nay Titi bị đau bụng rồi. Mẹ phải pha thuốc cho Titi uống. Mẹ đang ốm. Con ốm mà con mới uống thuốc mà. Mẹ đang ốm. Con uống thuốc rồi ấy. Không, tí mẹ pha cho con nhá. Mẹ đang ốm. Con ốm hả? Thì con có uống không? Mẹ pha cho con uống trước này. Cái này gói men tiêu hóa này. Con uống trước hả? Thế thì chờ mẹ uống. Mẹ cho con tiêm một tí tiêu. Không, tiêm cái đấy đau lắm. Cái đấy cho Titi uống thuốc á. Pha thêm một ít nước cho dì uống. Mẹ cho con uống. Con ngồi xuống rồi mẹ lấy cho con uống. Con tiêm. Tiêm mẹ sợ lắm, mẹ không dám tiêm đâu. Cái đấy mẹ chỉ cho Titi uống thuốc thôi. Mẹ cho con uống. Mẹ cho chị dùng cái này chị uống thuốc đâu. Con ngồi cẩn thận lại nào. Con ngồi cẩn thận lại nào. Đây mẹ cho con uống trước này, gói men tiêu hóa này con uống được á. Mẹ chị uống trước. Cho Titi uống nhá. Cho Titi uống là con không uống nữa nha. Đây mẹ lấy cho Titi nhá. Mẹ lấy nữa. Không, một cái này thôi. Mẹ lấy một cái này cho Titi uống cho dễ thôi nào. Titi uống nhá. Con há miệng ra. Nào mẹ lấy cho con uống này, uống nhanh mới nhanh khỏi đau bụng được nhá. Chứ không là cứ đau bụng thôi là không đi chơi được đâu. Nào Titi, lên đây. Không đi chơi được em được đâu. Nào Titi lên đây, ngồi lên đây với mẹ. Ngồi đây với mẹ cho uống nhá. Ngồi đây là phải uống nhá. Đây, mẹ cho Titi uống lại nhá. Mẹ ơi, con ốm. Con ốm mà tí nữa mẹ pha cho con uống, lúc nãy mẹ bảo cho con uống. Tiêm uống bằng cái này à? Này. Chờ mẹ một tí mẹ cho em uống lại nhá. Nào Titi, quay lại đây con. Mẹ cho em. Con cho em uống hả? À thế, đây để mẹ bế em nhá. Để mẹ bế em xong rồi con cho em uống hộ mẹ nhá. Này Titi, con uống đi nhưng mà nhanh khỏi được nhá. Con đẩy lên đây. Đấy đúng rồi. Con đẩy lên, đẩy tiếp đi, đẩy lên, đấy, đẩy thế tim lại đẩy lên tiếp, đó, em thì uống giỏi chưa, con đẩy tiếp đi, hết rồi, đẩy tiếp, con cứ đẩy từ từ rồi hết, tiêu uống tiếp đi, con đẩy tiếp cho em uống, gần hết. Đây ở trong ly đây còn một ít nữa để mẹ lấy rồi con cho em uống nốt cho mẹ với nha. Đây, rồi. Con cứ đợi như lúc nãy nhá. Thì uống nốt cho nó hết con nhá. Đấy, đau bụng nhá. Con đợi lên. Ốp, từ từ thôi, đổ hết ra ngoài con em uống kịp. Con đợi tiếp đi. Này, mẹ giúp nha. Đâu nào? Nôn. Mẹ. Ô, mẹ làm đổ ra ngoài mất rồi. Rồi, xong rồi, Titi giỏi quá. Mẹ, cho con tiếp. Con tiếp hả? Còn có một ít rồi, để mẹ lấy cho. Để mẹ lấy rồi con cho Titi nốt nha. Dạ. Đây. Đây, lần này nữa là hết sạch xanh xanh luôn. Titi uống giỏi này, mai mới khỏi đau bụng chứ, đúng không? Này. Đúng. Rồi, Titi uống nào. Chị uống nào? Trời quá. Con đẩy lên đi. Con đẩy từ từ thôi. Đẩy từ từ thôi không đổ hết ra ngoài không con. Nào, ra mẹ giúp nào. Con đã cầm thẳng lên thì em uống cho được. Giúp nào. Đẩy từ từ thôi. Chị uống thuốc ngon thế. Chị uống thuốc là ngon thế. Uống đi mẹ. Mẹ chưa? Còn một ít nữa thôi. Rồi, hết rồi. Mẹ tiêm. Rồi, để đây. Hết rồi. Bây giờ con đi lấy sữa ra hai chị em uống nhá. Nào, để mẹ đây, để đây để mẹ cắt đi cho. Con đi
lại con lấy sữa đi rồi hai chị em uống nha. Dạ. Yeah. Em uống sữa cho nhanh khỏi nha. Lấy sữa ra lấy cho em một hộp con một hộp nha. Mẹ cho nung đây được. Được đấy ạ, thế để mẹ giúp cho một tí nhé. Dạ. Đây, em ngồi đây. Này, con bóc cái ống hút này ra cho em trước này. Mẹ cho nung bóc được. Con xé cái này ra nè. Xé cái này ra là được đó. Nhẹ nhàng. Đây con cắm vô cho em uống đi. Đó, đó giúp của ống nha. Nào con đưa cho em. Đây của con đây. Thế thì uống đi con. Đây này. Mẹ con lau chân. Con lau chân hả? Thế mẹ cắm cho con uống nhá. Này này mẹ con nào. Ôi, con để chân vào đây là hết đau chưa? Hết rồi. Ừ, rồi con lấy con uống đi. Ui. Con uống đi. Mẹ cho con uống. Uống thi với em, đau chân á. Sao mẹ con nào? Đau đây hả? Đau đây đúng không? Uống thi với em, hai chị em xem ai hết chứ? Thì hết chưa? Mẹ con chưa hết. Con chưa hết hả? Thế con uống đi. Không uống hả? Thì hết chưa? Thì đang còn nữa này. Mẹ bằng gì đấy mẹ? Quần của con đấy. Mẹ bằng giấy của con. Quần kiểu, quần mốt mẹ. Không phải quần vách đâu. Mẹ bằng quần vách mà mẹ. Ừ, tí mẹ thay cho. Yeah. Để đây cái này để đây để mai đi uống tiếp nhá. Em gọi lên đây để mai đi uống tiếp nhá. Mai em cho chị đi uống tiếp. Ừ, thế con qua lại đây đi. Qua lại đây chơi với em này. Ok.